Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì trong video này bên EUA Bình Tân sẽ giới thiệu với các bạn một số các dòng mẫu dây loa quân sự đồng lõi đồng tơ mạ bạc để gửi đến quý vị và các bạn, cho những các bạn thích chơi những cái dòng dây đặc trưng, chất âm của nó mộc mạc, chất âm chắc chắn của những cái dòng dây chuyên về quân sự nha các bạn. Đó, thì ở video này mình có một số những cái mẫu dây như thế này, có những cái loại mà bên mình đã test lại được rồi. Đó, từ những cái dây đơn, toàn bộ của nó xuất phát từ những cái dây đơn và những cái cuộn rất là rối nha các bạn. Đó, rất là rối, và bên mình phải phải cuốn gọn lại từng từng cái dao dây, từng cái cuộn dây như thế này, sau đó mình sẽ đan lại theo các nhiều cái màu sắc khác nhau nha các bạn. Đó, nó sẽ có màu xanh, màu tím, màu đỏ, thì tùy từng cái thời điểm nó sẽ có những cái màu dây. Và chất lượng thì mình cam kết là chất lượng đều như nhau hết nha các bạn. Đó, nó có những cái dây màu đen, những dây màu đỏ. Đó, có những cái lõi 1.5, lõi 2.5. Đó, thì nó có tùy những cái dòng lõi khác nhau các bạn ạ. Đó, thì thưa các bạn là đối với cái dòng dây mã nhật của bên em đồng tơ mạ bạc của Hitachi thì các bạn đã biết rồi, nó có rất là nhiều lõi. Đó, thì bên mình có tuyển chọn ra riêng những cái dòng dây như thế này. Thì cái dòng dây này của nó ấy, thưa các bạn, là nó chuyên dùng cho bên lĩnh vực về quân đội nha các bạn, nó không sử dụng cho các lĩnh vực khác, chỉ trong lĩnh vực quân đội thôi. Đó, thì bên mình khai thác được những cái nguồn dây như thế này, và nó ở những cái cuộn dây rất là rối và nhiều màu khác nhau và theo những cái đoạn khác nhau, và bên mình sẽ tuyển chọn lựa làm sao mà để cắt ra những cái đoạn mà mình có thể sử dụng vào được cho cái lĩnh vực về audio của mình. Thì thưa các bạn là những cái dòng dây này thì bản thân các nhà sản xuất họ không sử dụng cho chuyên dòng dây audio, mà đây mình tận dụng lại, bởi vì là đối với cái dòng dây loa của mình thì nó cũng là những cái dòng dây tín hiệu và nó cũng truyền dẫn tín hiệu. Thì đối với những cái dòng bên sử dụng trong lực lượng quân đội ấy, thì tất cả những dòng dây này nó phải đảm bảo những cái tiêu chí, những cái khắt khe về cái yêu cầu về đối với cả lĩnh vực về quân đội, vì độ chính xác nó rất là cao và nó cần cái độ mà gì tín hiệu đường truyền trung thực nhất. Đấy, nó không thể nào có một cái dây là màu mè được đấy, thì có thể lọt được vào trong quân đội được các bạn nhé. Thì đối với cái dòng dây này của nó thì đặc trưng của những dòng dây con này, nó cho độ chi tiết rất là cao, mộc mạc trung thực nhất. Đấy, đối với cái dòng truyền dây dẫn tín hiệu, những con này nó sẽ không thiên về những giải bát quá sâu hoặc là những cái tiếng, những cái âm trung âm cao nó ve vẩy. Đấy, nó gọi là diêm dúa, mà ở đây là nó sẽ cho cái chất lượng thực nhất đối với cả những âm thanh phòng thu các bạn nhé. Đó, bởi vì tính chất của những cái dòng dây tín hiệu của quân đội đó là gì, là gì, cái tín hiệu của nó phải sạch sẽ. Đấy, phải chuẩn chỉ, đó, phải tín hiệu của nó phải không được lẫn tạp chất, không được nhiễu các bạn nhé. Đó, thì đấy nó là những cái đặc trưng của cái dòng dây quân sự. Thì thưa các bạn là đối với cái dòng dây như thế này thì nó đều có những cái cấu tạo rất là chung, đó là lõi đồng mạ bạc, và nó có rất là nhiều những cái lớp búi nhỏ mà nó xoắn vào nhau như thế này các bạn nhé. Dù là lõi nhỏ hay lõi lớn thì nó đều có cấu tạo như nhau. Đó, ví dụ như con này của nó lõi tầm 1 ly các bạn nhé, và cái chất lượng của nó thì mình khẳng định là nó cực kỳ tuyệt đối. Thứ nhất là cái lõi của nó là vỏ teflon, thì lõi teflon thì như các bạn biết rồi thì khả năng mà chịu nhiệt của nó rất là cao và khả năng chống nhiễu của nó rất là tốt. Đó, nó sẽ có thể chống nhiễu tự thân, có nghĩa là khi những cái dây này nó đứng cạnh những cái dòng dây khác thì bản thân của nó không gây nhiễu sang những con khác, và bản thân của nó có khả năng chống nhiễu từ những con khác đến các bạn ạ. Đó, đấy là đặc trưng của những cái dòng quân đội, cho nên là khi lắp những cái dòng dây này vào thì các bạn yên tâm là gì, là yên tâm là cái chất lượng của nó sạch sẽ, chi tiết, và nó có cái độ gai góc riêng của đối với cái dòng dây quân đội như thế này các bạn nhé. Mình nghe mình sẽ cảm nhận được là cái độ mộc mạc trung thực. Đó, thì thưa các bạn là nó cực kỳ phù hợp với cả đối với cả những cái dàn âm thanh mà băng cối đầu đĩa CD, hoặc là những cái âm thanh nghe DAC mà mình cần cái độ mà chi tiết trung thực. Đấy, nó không cần nhiều âm bát. Đó, thì mình sẽ có thể cảm nhận được rất là rõ rệt cái chất âm của nó nha các bạn. Đó, con này của nó là đồng tơ mạ bạc. Đấy, tất cả những dòng này nó đều là thiết kế cùng chung một cái tiêu chuẩn, đấy là gì, lõi đồng mạ bạc vỏ teflon chống cháy các bạn nhé. Đây mình sẽ test cho các bạn, dây nào nó cũng vậy hết được các bạn. Đó, ví dụ như cái dòng dây màu đỏ đấy chẳng hạn. Đấy, hoặc là cái dây màu đỏ đi. Đó, cái dây màu đỏ này mình sẽ tuốt cho các bạn xem cái dây màu đỏ này. Đó, thì nó cũng sẽ cho cái chất lượng đây. Đó, mình tuốt ra nó bị đứt một vài sợi nha các bạn, đồng cảm. Đây, đó, rất là tơ mịn, nó có rất là nhiều những cái sợi tơ mịn như thế này các bạn nhìn không, những cái búi đồng tơ như này.
Đó, nó sẽ cho cái chất âm mà nó cho cái độ chi tiết rất là cao các bạn nhé. Những bác nào mà đã từng chơi dòng dây quân sự này sẽ biết rằng là nó có cái độ khác biệt rất là rõ ràng. Đấy, tất cả những cái dòng dây đều nó có cái tao cấu tạo dây đó. Thì cái lõi của nó thì nó có thể là có thằng lớn hơn, có thằng nhỏ hơn một chút, nhưng mà chất lượng thì nó không hề khác nhau nha các bạn. Đấy, mình sẽ tuốt cho các bạn một cái sợi dây màu vàng để các bạn xem. Đó, cái dây màu vàng này các bạn. Đấy, khi mà tuốt ấy, thì nó sẽ có thể là bị đứt đứt vài sợi nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy lớp ánh đồng bên trong không? Đó, đồng tơ bạn bạn như này. Chất âm của nó rất là tuyệt vời luôn nha các bạn này. Đó, bạn thấy không? Đó, lõi thì vỏ Teflon. Cái chất lượng của con này của nó, cái khả năng mà chịu lửa nhé các bạn nhé. Đối với cả những cái dòng dây mình muốn xịn hay không nhé các bạn. Cách đơn giản nhất test bằng ngọn lửa. Các bạn test phát biết ngay. Đó. Các bạn test bằng ngọn lửa các bạn sẽ biết ngay. Đây. Các bạn nhìn không? Đó. Tay mình bỏng luôn cái bật lửa này. Các bạn thử bật một cái bật lửa lên mà đốt trong khoảng thời gian như vừa rồi, các bạn sẽ thấy là cái độ nóng của nó như thế nào. Bất cứ một cái thứ nào mà dưới ngọn lửa như vừa rồi, các bạn sẽ thấy này, các bạn nhìn này. Nó chỉ có lên cái ánh lên cái màu đồng thôi. Ánh lên màu đồng thì các bạn nhé. Còn cái vỏ teflon này của nó nha các bạn chất lượng của cái vỏ teflon này của nó thì các bạn hoàn toàn cực kỳ yên tâm luôn. Cái này là chống nhiễu tự thân luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Bạn thử đốt một cái một cái vỏ nhựa hay một cái vỏ gì dưới lửa ở cái mức độ như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ biết rằng là cái chất lượng của một cái vỏ Teflon nó sẽ như thế nào. Nó làm chất lượng từ một cái vỏ như vậy thì cái chất lượng thực tế của nó phải cực kỳ là ngon luôn các bạn nhé. Đó. Thì nó có những cái lõi như thế này, cái lõi như thế này của nó tầm khoảng 1,5 ly hoặc thậm chí là 2 ly các bạn nhé, mà nó đan với nhau rất là chặt. Cái vỏ của nó rất là mỏng, gần như toàn bộ cái phần này là lõi hết các bạn nhé, phần này là lõi hết. Đó. Nó có rất là nhiều màu khác nhau thì thưa các bạn là dây nó có thể là nhỏ hơn một chút, khoảng tầm 1 ly, nhưng mà chất lượng của nó thì các bạn hoàn toàn yên tâm, nó ánh cực kỳ hay, cực kỳ chi tiết và đặc biệt mức giá của nó vô cùng phù hợp. Các bạn mua những dòng sợi đơn các bạn nhé. Đấy, dòng sợi đơn là chỉ 25 ngàn một mét, 25 ngàn một mét. Đấy, các bạn cần tết đôi thì là 50.000. Đó, 50.000. Còn các bạn tết 4 thì nó là 100 ngàn một mét các bạn nhé, 100 ngàn một mét. Đấy, ví dụ như thế này là một sợi dây như này là tết 4 thì là 100 ngàn một mét, các bạn thấy không? Còn các bạn tết đôi như này cũng ok này. Tết đôi như thế này thì lúc mà té ra thì mỗi một loa, mỗi một cặp loa nó sẽ đi một đường, đánh bát thoải mái luôn. Còn nếu mà các bạn đánh đôi như này, các bạn đánh bát full đôi 30 40 đều được các bạn nhé. Đó, đôi 40 đều được. Rất là ok. Đó, thì mức giá của nó thì rất là rẻ. Ví dụ như một cặp, đây mình cứ tính cho các bạn một cặp 5 mét đi. Đúng không ạ? 5 mét. Thì nếu các bạn mà lấy dây đơn thì nó chỉ là 250.000 thôi. Dây đơn là như thế này. Còn dây đôi thì là 100.000 một mét, như một cái bộ này, ví dụ như là một cái bộ 2 mét đi thì 4 mét tổng là 400.000. Đấy, 5 mét là 500.000 một cặp bao ship các bạn nhé. Bao ship các bạn nhé. Nếu đôi với dây này thì có thể bao ship được. Đó. Nên các bạn mà mua 5 mét dây đôi như thế này thì nó sẽ chỉ có 200 rưỡi. Còn là cái tết 4 thì nó sẽ là 500. Đó. Bạn nào cần lên đầu rắc thì bên mình sẽ lên đẹp luôn cho các bạn. Và giá là cộng thêm 200 ngàn nữa, đúng không ạ? Đấy, cầm dây như này, rất là đẹp. Đó. Các bạn có thể là chọn cái màu hoặc là có thể là nếu mình hết rồi thì mình sẽ để ngẫu nhiên cho các bạn nhé. Ngẫu nhiên cho các bạn đây, rất là nhiều. Đó. Cái màu như thế này. Đấy, bên mình test đây, ví dụ như cái dây đôi như này nó rất là ngon luôn các bạn này. Đấy, đây cái này là mình để ở ngoài lâu rồi, khi mình nhập về là ở ngoài thị trường nó lâu quá rồi. Đấy, nhưng mà chất lượng của nó thì không hề thay đổi các bạn nhìn này. Mình cắt ra một cái mình tuốt này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, sáng bóng như này. Đó. Đấy, vì thì cái dây như này, đôi như thế này các bạn nhé, là 50.000. Cực kỳ ngon luôn các bạn. Đó. Thì thưa các bạn là video này mình giới thiệu các bạn đến một số cái dòng dây quân sự.
bên mình chuyên cho quân sự nha các bạn, chuyên dòng cho chuyên dụng cho quân sự. Nó cũng ngoài ra nó cũng có những cái lõi nó rất là lớn hơn thì giá nó cao hơn nha các bạn. Ví dụ những cái lõi như thế này nó tầm 3 ly. Đấy, thì nó có thể là số lượng thì nó không có nhiều các bạn ạ. Không nhiều, đây một cái mỏ như này các bạn nhìn thì trông nó nhỏ như này thôi, nhưng mà hoàn toàn toàn là lõi không các bạn, toàn là lõi không. Đấy. Toàn là lõi không đây. Trưng của cái dòng này của nó này. Cái vỏ nó rất rất là mỏng luôn. Đấy, và nó toàn là cái phần lõi đồng không. Đồng mạ bạc các nhìn này. Đó. Còn cái sợi của nó thì nó khủng khiếp luôn các bạn. Các bạn thấy không? Cái này đánh. Ok, thưa các bạn, thì video của mình hôm nay là mình giới thiệu một cái dòng số dòng dây quân sự như vậy. Đó, mức giá là từ dây đơn là 25.000. Dây đôi 50.000 mà dây tết 4 thì là 100.000 một mét các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu dòng sản phẩm này liên hệ với bên mình, số điện thoại là 0911 851 444. Số điện thoại mình có để ở trong cái phần mô tả nhé. Các bạn yêu mến video, vui lòng cho mình một đăng ký kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.